Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh Tìm Hiểu Quân Ta. Video ngày hôm nay sẽ là phần 2, nói về địa ngục, địa phủ. Ở tập trước thì chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về 72 tầng địa ngục trong Phật giáo rồi. Tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các cảnh sống khi xuống dưới tầng địa phủ, âm phủ nha. Cảnh sống địa âm là như thế nào, là gì? Cảnh địa âm là cảnh làng quê, chợ búa, trường học, lao động tự do, chăn trâu, cắt cỏ, cấy lúa, thợ xây v.v. Rất giống cuộc sống thời phong kiến ngày trước. Tuyệt nhiên không có xe đạp, xe máy, ô tô, điện thoại, nhà cao tầng, không có sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Các ngài tạo ra cảnh địa âm để cuộc sống thanh đạm, không có đua nhau tranh giành để giúp cho các vong linh gột bỏ đi cái chấp, cái sân, cái hận. Khi sống trên nhân gian còn chấp, còn sân, còn hận, nhưng chưa đến mức tạo nghiệp thì chết đi sẽ được sống ở cảnh địa âm. Nhưng vẫn còn cái gốc của ngã quỷ trong tâm, nên vẫn còn nhiều trường hợp các cụ về đòi hỏi con cháu phải cúng cái này cái kia. Vì vậy, cần có thời gian để gột rửa, tu tập trong cảnh sống địa âm. Cảnh sống địa âm vì còn chấp, nên màu sắc như buổi chiều tối, nó lờ mờ. Vậy cảnh địa Phật là cái gì? Cảnh địa Phật là trùng trùng lớp lớp những ngôi đồi, và mỗi một ngôi đồi tượng trưng cho một dòng họ. Hội đồng gia tiên của từng dòng họ sẽ được cấp phát từng ngôi đồi. Dòng họ nào có ngôi đồi âm đức tốt thì sẽ nhìn thấy từng hào quang của ngôi đồi đó màu vàng. Có nhiều cây cổ thụ, con cháu ngoan ngoãn ngồi thiền định học giáo lý. Dòng họ nào mà có ngôi đồi có khí sắc màu vàng thì chắc chắn trên nhân gian dòng họ đó có người đắc đạo thành Phật và đang tu hành. Nếu mà con cháu trên nhân gian đang tu phẩm hạnh của Bồ Tát thì nhìn vào ngọn đồi âm đức sẽ thấy trắng phước vàng, có nhiều cây cổ thụ, cây cối tươi tốt. Nếu mà đồi âm đức của dòng họ nào mà khí tím, hồng xanh, cỏ cây hoa lá nhiều thì chắc chắn là trên nhân gian có các bậc thánh nhân hóa thân vào dòng họ đó và họ đang giúp cho quốc thái dân an. Những dòng họ mà có con cháu làm nghề mê tín dị đoan, sát nhân sát sinh, làm quan tham ô tham nhũng thì dòng họ đó chẳng có cây cổ thụ nào. Nhìn vào ngôi đồi âm đức màu đen màu đỏ nhiều, toàn sỏi đá thì dòng họ đó sắp diệt vong. Còn dòng họ nào mà không có cây cối thì đảm bảo con cháu trên nhân gian chết gần hết hoặc là hết sạch nhân đỉnh. Cảnh địa ngục ngã quỷ là gì? Cảnh địa ngục ngã quỷ là cảnh giới của nghiệp lực do chúng sinh tạo trên nhân gian. Khi chết đi sẽ rơi vào các cửa ngục. Nghiệp này do gốc của ngã quỷ, khi sống trên nhân gian trong tâm có chấp ngã, sân, hận mới sinh khởi thành hành động tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp thì chết đi sẽ rơi vào 72 cửa ngục A Tỳ để chịu sự phản chiếu nghiệp lực. Khi hồi tâm được sẽ được sang cảnh địa âm, sống ở cảnh đó đi gột rửa được chấp ngã sân hận thì mới được chuyển sang cảnh địa Phật. Quy tắc khi chuyển cảnh giới. Nếu một người không tạo nghiệp nhưng vẫn còn chấp ngã sân hận thì sẽ được sống ở cảnh địa âm. Sau đó tu tập một thời gian đi gột rửa chấp ngã sân hận mới được chuyển sang cảnh địa Phật để đầu thai làm người. Khi sống trên nhân gian không tạo nghiệp, không còn gốc của ngã quỷ là chấp ngã sân hận thì chết sẽ được vào cảnh địa Phật luôn. Rất nhanh chóng được đầu thai làm người, lúc đó mới là siêu thoát. Có nên gửi vong vào chùa khi bị trùng tang không? Nhiều ý kiến cho rằng việc gửi vong vào chùa là làm chậm quy trình luân hồi đảo kiếp của vong, là sự bất hiếu của con cháu. Con cháu không hiểu lại đi bấm giờ, rồi các thầy bà dọa cho mất vào giờ xấu phải cắt trùng, trấn yểm thì mới yên. Nghe như vậy rồi bắt đầu lập đàn lễ, yểm mộ, yểm nhà để vong không vào được nhà bắt con cháu, rồi gửi vong lên chùa để nhốt. Các thầy bà mà xúi dạy kiểu đó là tạo nghiệp rất là nặng, làm cho con cháu bất hiếu, đang ngăn cản quy luật tự nhiên, sự chuyển hóa của vong linh. Vong linh khi sống tạo nghiệp bị đọa vào cửa ngục thì con cháu dùng tâm mà cứu gia tiên. Gia tiên được chuyển sang cảnh địa âm rồi tới cảnh địa Phật để tiếp tục đầu thai. Đấy mới là cách báo hiếu của con cháu với gia tiên. Có cái kiểu con cháu cứ mâm cao cổ đầy, xin cụ độ cho ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức, mà trong khi các cụ đang bị đọa ở trong cửa ngục thì không biết độ cái kiểu gì nữa. Các cụ lại bảo không biết làm thế nào, cầu cho con cháu làm sao nó tu biết cách mà giải thoát cho mình. Người chết phải về địa phủ chứ không phải vào chùa. Cảnh chùa không phải là nơi gửi vong vào để nghe giáo lý. Đoạn này thì cho mình ngừng lại một chút với cái thông tin này nha, mọi người nên tham khảo nha. Tại xưa giờ nhà chùa vẫn nhận vong linh gửi vào. Nếu vấn đề này đúng, không lẽ nhà chùa làm sai? Mà vấn đề này thì nhà chùa phải rành hơn ai hết mới phải. Nên nhấn mạnh với mọi người là cái nội dung này để tham khảo thôi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái việc đốt giấy tiền cho các cụ gia tiên. Cảnh địa âm có chợ, buôn bán, xây dựng, làm đồng ruộng, làm thầy thuốc, ông đồ v.v. Ví dụ như người làm giáo trên nhân gian còn chấp ngã thì xuống sẽ làm ông đồ. Người làm thợ xây trên nhân gian còn chấp thì xuống đó sẽ làm thợ xây. Trong cảnh địa âm có ngân hàng hay kho khố, gọi là ngân hàng địa phủ.
và ở dưới đó tiền lưu hành gần giống tiền 500k âm phủ mình đốt xuống, màu đen trắng như tờ đô la vậy. Vậy khi đốt các loại tiền mệnh giá khác nhau như tiền Việt Nam, Trung Quốc, đô la bằng tiền vàng, thì các ngài quy đổi kiểu gì? Khi con cháu đốt vàng mã, các ngài sẽ không nhìn vào đó để quy đổi, mà các ngài sẽ nhìn tâm con cháu để quy đổi. Các ngài không quan trọng đốt tiền Việt Nam, Trung Quốc, vàng mã, tiền mệnh giá ít hay nhiều gì đó không quan trọng. Có một ngân hàng quy đổi, này rất đặc biệt. Nhiều khi con cháu không cần đốt gì, các cụ lại nhận được rất nhiều. Nhưng mà cũng có khi con cháu đốt rất nhiều, nhưng các cụ một xu cũng không nhận được. Tại sao? Khi hiểu thì sẽ bài trừ được tệ nạn, nhưng phải làm đúng, vì... cảnh địa ngục là cảnh chịu nghiệp, nên các cụ không nhận được cái gì cả. Cảnh địa Phật là cảnh giác ngộ, nên có cho các cụ cũng không cần. Chỉ có cảnh địa âm các cụ mới nhận được, do các cụ còn tham. Các ngài quản lý ngân hàng sẽ nhìn vào hai yếu tố để cấp phát cho lòng tham của các cụ. Như là khi con cháu đốt một cái khối lượng tiền âm phủ đốt xuống, nhưng mà tâm người đốt lại là tâm chấp ngã sân hận. Trí tuệ lúc nào cũng muốn vơ vét về cho thân tướng được hưởng. Như vậy các ngài nhìn tâm lúc nào cũng cầu, không quan tâm con cháu đốt bao nhiêu tiền, các ngài lại nhìn tâm của gia tiên bị ảnh hưởng bởi tâm cầu của con cháu, sẽ làm cho gia tiên dòng họ ấy trí tuệ tham cho thân tướng. Hai yếu tố tương tác với nhau và các ngài sẽ không cho gì cả. Vì con cháu đốt ở nhân gian các ngài mặc kệ. Còn kiểu như là có một dòng họ khác, con cháu tiết tiền cho các cụ nhưng lại hành thiện tích đức, luôn đi giúp người, cứu người. Khi thắp hương cũng nhất tâm lễ các cụ nhưng mà không xin gì. Thì các ngài sẽ không quan tâm là con cháu đốt ít hay là đốt nhiều. Các ngài thấy hai yếu tố, con cháu này tâm tốt, các cụ tâm cũng tốt. Rồi thì các ngài phát cho rất nhiều, nhưng mà các cụ cũng không nhận đâu. Các cụ nhận được ở đây là các tầng năng lượng qua việc hành thiện của con cháu. Khi con cháu đạt được các giác ngộ thì các tầng năng lượng ấy cũng chuyển cho gia tiên. Gia tiên cũng được nhận mà giác ngộ theo. Con cháu giác ngộ càng cao thì các cụ cũng dựa trên sự giác ngộ của con cháu mà được chuyển sang cảnh Phật. Do vậy mà các cụ không nhận cái gì. Mà nếu như vậy thì rốt cuộc có cần đốt tiền vàng hay là không? Câu trả lời là nên đốt một ít để cho con cháu nhớ, biết nhà mình có các cụ. Chỉ cần khi ta lễ thắp hương gia tiên mùng 1, ngày rằm hay là các ngày lễ Tết ta đứng cầu, ta chỉ xin chuyển công đức tu hành, hồi hướng gia tiên báo hiếu, như vậy là các cụ no đủ rồi. Khi hiểu được thì sẽ bài trừ được mê tín dị đoan. Các thần, thánh, Bồ Tát, Phật không ai nhận ba cái vàng mã, ngựa giấy hay là xe giấy của người dân đốt xuống đâu. Địa phủ có 4 hội đồng để quản lý. Hội đồng cao nhất là hội đồng hoàng đạo. Hội đồng này có các chư vị Phật, đứng đầu là Ngài Nguyên Linh Địa Phật. Hội đồng hoàng đạo có nhiệm vụ phụ trách, nắm giữ, cai quản sổ sinh, sổ tử, sổ nghiệp, hay còn gọi là sổ năm tàu, nghị sử. Luận tội xét xử những người mới chết xuống, giáo hóa, quản lý sổ sách. Hội đồng này như là văn phòng chính phủ. Sổ tử, hội đồng quan ngũ quỷ thần và quan hành sai dựa trên cái sổ này để đi bắt hoặc đi đón chữ nhân về. Sổ sinh, cho biết một người khi lên nhân gian sẽ được hưởng những gì, gặp phải những gì, tương tác với những gì, dựa trên nhân quả, nghiệp lực và phước báo của họ các kiếp trước. Sổ nam tàu, thì mọi việc tạo phước hay tạo nghiệp của các kiếp của các chữ nhân và con vật đều được ghi lại ở đây. Ngài Nguyên Linh Địa Phật sẽ xử lý đơn cầu cứu của con cháu qua lễ phả độ gia tiên hay là phả độ vong linh. Khi mà con cháu tấu lễ thì Ngài sẽ chứng tâm con cháu. Mọi người chỉ cần bằng cái tâm, nhất tâm mang thanh bông hoa quả ra cửa chùa tấu lễ thì các ngài sẽ giải quyết triệt để. Đây là lấy tâm cứu gia tiên, dùng tâm để hóa giải chứ không phải là dùng lễ. Hội đồng quan ngũ quỷ thần gồm các chư vị Bồ Tát, hình tượng là các vị thần tại 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, các nơi ngã ba, ngã tư đường, cầu. Các ngài đứng ở các nơi đó để tiền trảm hậu tấu, bắt những người tạo nghiệp. Ví dụ kiếp trước một người giết người ở độ tuổi 30, họ đã đủ nghiệp, đã phải chịu luật của quốc gia là bị tử hình. Kiếp này họ đã 29 tuổi rồi, hội đồng quan ngũ quỷ thần sẽ kiểm tra xem thử người này đã cứu được ai để gột rửa nghiệp chưa. Nhưng mà đến ngày giờ vẫn chưa cứu được người nào cả, mặc dù họ vẫn rất là lành hiền, thì sẽ bị các quan ngũ quỷ thần bắt về. Những người kiếp trước nghiệp lực gần đủ, kiếp này lại tạo thêm nghiệp để đến mức phải bị bắt về thì các loại tai nạn, đột tử xảy ra do hội đồng này đi bắt. Có một sự thực là thực ra không có trùng tang. Chính vì vậy mà các con cháu, các thầy bà, đạo sĩ không biết lại nói là trùng tang rồi bắt con cháu phải lập đàn để cắt trùng, bắt thần trùng, nhốt vong để tránh nhiều người chết. Vậy là gặp phải cái hôm đang lập đàn lễ bắt thần trùng thì các quan ngũ quỷ thần về để bắt nốt cái người trong họ đi. Các quan mà thấy mấy ông thầy nghiệp lực cũng đã đủ nên bắt luôn thầy đi luôn. Mọi người không biết lại bảo là nhà này trùng tang nặng quá rồi thầy không cao tay.
nghiệp cửu trùng, nhân gian hay còn gọi là trùng tan, nhưng mà thực ra không có trùng tan gì cả. Những dòng họ của nhiều nhân đinh chết là do trong dòng họ ấy, đời cha ông có nhiều người tạo nghiệp, con cháu kiếp trước cũng nhiều người tạo nghiệp quá, nên được các ngài sắp xếp để những người tạo nhiều nghiệp sinh ra trong cùng một dòng họ nhiều nghiệp, để con cháu dòng họ thấy cái khổ đau mà biết bảo ban nhau tu hành, chứ không phải các ngài đầy đọa họ. Các cụ chết đi đã khổ do nghiệp, con cháu kiếp trước lại tạo nhiều nghiệp, đến ngày giờ chưa gột rửa được nghiệp thì các ngài bắt một hai người đi. Đến lúc bắt hết những cái người tạo nghiệp rồi, còn lại chưa phải bắt thì con cháu lại bảo thầy cao tay cắt trùng giỏi, do nghiệp cả. Vì vậy nên dẹp bỏ đi việc bắt trùng, cắt trùng nhốt vong. Hội đồng quan hành sai. Đây là các vị Bồ Tát, các vị hay đi theo cặp gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Các quan hành sai đi đón những người chết đúng cung số bản mệnh, làm việc theo sổ năm tàu. Ví dụ trong sổ năm tàu ghi người A mất năm 75 tuổi, thì đến đúng năm 75 tuổi, các vị ở hội đồng này sẽ đi đón người A về. Hội đồng cung cửa khẩu, bao gồm các chư vị Bồ Tát. Hội đồng này có nhiệm vụ cai quản cửa âm dương, là cửa tam quan như cổng đình làng, giống như cửa xuất nhập cảnh trên nhân gian vậy. Cung cửa khẩu này có một bộ phận quản lý người dương đi xuống, người âm đi lên đầu thai, hoặc những người luyện thiền đi qua đó. Cung cửa khẩu sẽ bố trí các ngài canh giữ các cửa ngục, quản lý cảnh địa âm, cảnh địa Phật, bộ phận phát chuẩn, cấp đất, kho khố, v.v. Hoạt động của địa phủ rất chặt chẽ. Chẳng hạn như là một người khi chết sẽ do hội đồng quan ngũ quỷ thần hoặc quan hành sai đi bắt hoặc đón về. Người chết đường, chết chợ, tai nạn v.v. thì sẽ do hội đồng quan ngũ quỷ thần đi bắt về. Chết đến cung số bản mệnh hoặc chết ở nhà sẽ do hội đồng quan hành sai đi đón về. Bị bắt hay được đón về thì các vong linh sẽ bị giam trong vòng 49 ngày để xét xử. Sau 49 ngày sẽ được phân vào các cảnh. Thế nên không cần làm lễ cúng tuần mà chỉ cần làm lễ vào ngày 49 để chia tay các cụ. Có một số trường hợp không ngày nào đi bắt hay là đón về là những người tự tử. Nếu may thì gặp được những người tu hành chân chính, họ giúp về địa phủ, còn không thì sẽ bị đọa thành cô hồn hoặc bị các thầy pháp đi bắt về làm âm binh. Một số người do trên đất có tinh chủ mà bị nó giết, họ chưa đến cung số bản mệnh, cũng không phải do nghiệp mà bị quan ngũ quỷ thần đi bắt, thì các ngài sẽ phải đi lên để bắt ngay vòng đó về đưa vào phòng tạm giam để tránh vòng đó bị các quỷ tinh tà bắt đi. Ví dụ như một người được thọ 80 tuổi mà lúc đột tử chết thì mới có 60 thôi, thì trong 20 năm này các ngài sẽ giam, không cho về gặp con cháu và cũng không xét xử. Đến đúng 20 năm sau các ngài mới xét xử. Như vậy có thể thấy rằng địa phủ là một nơi rất quan trọng, đẹp đẽ. Cảnh địa Phật nên thơ, cảnh địa âm thì dân giả, cảnh địa ngục thì hơi đáng sợ một chút thôi. Nhưng dẫu sao thì chỉ là tâm ngã quỷ mà thành. Vì có các chư vị Phật Bồ Tát cai quản nên đó cũng chính là một phương trời nhà Phật. Và đặc biệt lưu ý một vấn đề nha, đây là những chia sẻ kinh nghiệm, những quan điểm cá nhân của người viết trong quá trình nghiên cứu tâm linh, không đại diện cho tông môn nào hoặc là không có tính xác thực gì cả. Nội dung của video này thì mọi người nên tham khảo thôi nha. Và nếu có gì thiếu sót thì mong được sự đóng góp của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tạm biệt tất cả mọi người.